Sau 3 năm thâm nhập Việt Nam, phải đến tháng 11 năm ngoái Uber mới bắt đầu tăng giá và hôm nay là lần tăng thứ hai. Đây là lúc số lượng taxi công nghệ, trong đó Uber góp một phần lớn, đã tăng một cách chóng mặt. Chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh thôi thì ước tính số taxi công nghệ đã gấp đôi số taxi truyền thống. Cũng chưa bao giờ người ta thấy chủ các hãng taxi truyền thống lại tỏ ra nóng giận và lo lắng đến thế khi phải liên tục đăng đàn cáo buộc taxi công nghệ là đang chơi chiến lược giá hủy diệt để chiếm lĩnh khỏi thị trường. Dĩ nhiên, đây vẫn đang là câu chuyện gây tranh cãi giữa các bên khi lợi ích bị va chạm, nhưng dù sao người tiêu dùng vẫn đang là có lợi nhất. Chỉ ít là tại thời điểm này, khảo sát nhỏ trên trang fanpage của VTV24 cho thấy có tới hơn 65% số người tham gia khảo sát trả lời là vẫn đi Uber khi tăng giá lên 8,5 nghìn đồng trên 1 km, thậm chí có tới 28% số người trả lời rằng dù giá nào thì tôi vẫn sẽ chọn đi Uber.